hồi xưa nó không chưa phải là vô không. Mình vô xương người khác. Ấy ta nói là vô được. Nó chạy tới Nguyễn Thị Minh. Nhưng mà anh vô cũng được mà bồi xương vô cũng được. Nó chạy nhìn lên tới. Không vậy em quẹo theo cái xe nào, quẹo trái đi, quẹo trái đi. Quẹo vô đường nhỏ đó. Đó. Rồi đi vô cái đường nhỏ nha. Nó có cấm không? Nó đi vô đường nhỏ. Đó. Không. Có cấm xe tải. Rồi đi vô đường đó đi. Son se va. Kinh hoàng rồi đó.